Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 24, Tỳ Kheo Ni Sư Tử Toàn Thân Phó Thác Thứ Tư hồi hướng đến tất cả mọi nơi. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử từ từ đi du hành đến thành nước đó, bèn đi khắp nơi tìm cầu vị Tỳ Kheo Ni Sư Tử Toàn Thân. Có vô lượng người đều bảo rằng: Thiện nam tử, vị Tỳ Kheo Ni đó đang ở chỗ vua Thắng Quang nhận sự bố thí cúng dường, ở trong vườn Nhiệt Quang thuyết pháp lợi ích vô lượng chúng sinh. Lúc đó Thiện Tài đồng tử từ từ đi du hành đến nước Thâu Na, thành Ca Lăng Ca Lâm, bèn đi khắp nơi tìm cầu vị Tỳ Kheo Ni Sư Tử Toàn Thân. Có vô lượng người đều nói với Thiện Tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, vị Tỳ Kheo Ni Sư Tử Toàn Thân đó đang ở chỗ vua Thắng Quang tiếp thọ sự bố thí cúng dường, ở trong vườn Nhật Quang thuyết pháp lợi ích vô lượng chúng sinh. Vị thiện trí thức này là Tỳ Kheo Ni Sư Tử Toàn Thân Phó Thác Thứ Tư hồi hướng đến tất cả mọi nơi. Sư Tử Toàn Thân biểu thị thiêu triển tự tại, vì chẳng chỗ nào mà chẳng đến. Tỳ Kheo Ni biểu thị từ thuần tịnh, vì khiến cho khắp cùng nước tên là Thâu Na, dịch là dũng mãnh, biểu thị sức dũng mãnh, vì hay khiến cho căn lành chẳng đâu mà chẳng đến, thành tên là rừng Ca Lăng Ca Lâm, dịch là hỗ tương đấu tranh, nghĩa là do đánh thắng mà lập thành, biểu thị hồi hướng nguyện do nhờ sức đại oai tin hiểu, vị trí huệ rộng lớn không chướng ngại, khiến cho tu căn lành chẳng chỗ nào mà chẳng đến. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử liền đi đến vườn đó, quan sát khắp cùng, thấy trong vườn đó có một cây lớn tên là Mãn Nguyệt, hình dáng như lầu cát, phóng đại quang minh, chiếu một gió tuần. Thấy một lá cây tên là Phổ Phúc, hình dáng như cái lọng, phóng quang minh tỉ lưu ly, xanh biếc. Thấy một hoa cây tên là Hoa Tạng, hình dáng cao lớn, như núi Tuyết Chúa, mưa xuống các hoa đẹp không cùng tận, như cây Ba Lợi Chất Đa La trên cõi trời Đao Lợi. Lại thấy có một cây quả cam lồ hình dáng như núi vàng, thường phóng quang minh, đủ thứ các quả đều đầy đủ. Lại thấy có một cây mani báu tên là Tỳ Lô Giá Na Tạng, hình dáng không gì sánh bằng. Thầm vương mani báu ở trên ngọn cây có A Tăng Kỳ sắc tướng, mani báu trang nghiêm khắp cùng. Lại thấy có cây y phục tên là Thanh Tịnh, có đủ thứ màu y phục thông dù xuống nghiêm sức. Lại thấy có cây âm nhạc tên là Hoan Hỷ, tiếng đó hay đẹp hơn hẳn các nhạc trời. Lại thấy có cây hương tên là Phổ Trang Nghiêm, luôn vang ra diệu âm, sống khắp mười phương không chướng ngại. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử liền đi đến vườn Nhiệt Quang đó, quan sát khắp bốn phía, thấy trong vườn đó có một cây lớn tên là Mãn Nguyệt, hình dáng cây đó như lầu cát, còn phóng đại quang minh, chiếu sáng chung quanh một gió tuần. Trong vạn Phật thành cũng có rất nhiều cây lớn, cũng phóng ra vô lượng quang minh. Cư sĩ họ Lưu có chụp rất nhiều tấm hình, lá đỏ, lá vàng và lá xanh. Bạn có thể nói những cây đó phóng ra quang minh, chẳng những chỉ chiếu một gió tuần, thậm chí chiếu sáng mấy ngàn mấy trăm gió tuần. Thiện Tài đồng tử lại thấy một lá cây tên là Phổ Phúc, hình dáng như cái lọng, phóng ra quang minh tỉ lưu ly xanh biếc. Lại thấy một hoa cây tên là Hoa Tạng, hình dáng cao lớn như núi Tuyết Chúa, mưa xuống các hoa đẹp không cùng tận, như cây Ba Lợi Chất Đa La trên cõi trời Đao Lợi. Lại thấy có một quả cây cam lồ hình dáng như núi vàng, thường phóng ra quang minh, đủ thứ các quả đẹp đều đầy đủ. Lại thấy có một cây mani báu tên là Tỳ Lô Giá Na Tạng, hình dáng không gì sánh bằng. Tâm vương mani báu ở trên ngọn cây có A Tăng Kỳ vô lượng số sắc tướng mani báu trang nghiêm khắp cùng. Lại thấy có cây y phục tên là Thanh Tịnh, có đủ thứ màu y phục thòng rủ xuống nghiêm sức. Lại thấy có cây âm nhạc tên là Hoan Hỷ, phát ra tiếng rất hay đẹp hơn hẳn các âm nhạc trên trời. Lại thấy có cây hương tên là Phổ Trang Nghiêm, luôn vang ra diệu âm, sống khắp mười phương thế giới mà không chướng ngại. Đoạn này nói về tám thứ cây rừng vô lậu, biểu thị do pháp hạnh vô lậu mà kiến lập. Trong phẩm Tịnh Danh Kinh Phật Đạo có nói rằng: Tổng trì chi viên uyển, vô lậu pháp lâm thụ, giác ý tịnh diệu hoa, giải thoát trí huệ quả, bát giải chi dục trì, định thủy thập nhiên mãn, bố dĩ thất tịnh hoa, dục vô cấu nhân. Nghĩa là vườn hoa tổng trì này, cây rừng pháp vô lậu, hoa giác ý tịnh đẹp, quả trí huệ giải thoát, tám ao tám giải thoát,
nước định đầy trong suốt, giải đầy hoa bầy tịnh, tắm người không dơ này. Bài kinh văn này với đoạn kinh này có ý nghĩa giống nhau. Trong vườn đó lại có suối chảy ao mát, tất cả đều dùng bày bóng trang nghiêm. Bùn hắc trên đàn chứa đựng trong đó cát vàng tốt đẹp trải khắp dưới đáy ao, nước tắm công đức đầy đủ tràn đầy. Hoa yếu bát la, hoa ba đầu ma, hoa cầu vật đầu, hoa phân đà lợi phủ khắp trên mặt ao. Trong vườn nhiệt quang đó lại có nước suối sông chảy ao mát, tất cả đều dùng bày bóng trang nghiêm. Bùn hắc trên đàn chứa đựng dưới đáy ao, có cát vàng tốt đẹp trải khắp dưới đáy ao. Trong ao nước tắm công đức đầy đủ tràn đầy, có hoa yêu bát la, hoa sen xanh, hoa bà đầu ma, hoa sen hồng, hoa câu vật đầu, hoa sen vàng, hoa phân đà lợi, hoa sen trắng phủ khắp trên mặt ao. Tám công đức là nhẹ mát mềm ngọt, sạch mà chẳng hôi, điều thông không bệnh, tức cũng là một trong suốt, hai thành mát, ba ngon ngọt, bốn nhẹ nhàng, năm thấm nhuần, sáu an hòa, bảy trừ bệnh, tám tăng ích. Có vô lượng cây báu khắp nơi thẳng hàng, dưới các cây báu có bảy tòa sư tử trang nghiêm đủ thứ báu đẹp, y trời trải trên tòa, được ướp các hương thơm thọng xuống các lụa báu, bảy các trướng báu lưới bằng vàng diêm phù che phủ phía trên, linh báu khua nhau vang ra tiếng hay vi diệu. Hoặc dưới cây có bảy tòa sư tử liên hoa tạng, hoặc dưới cây có bảy tòa sư tử hương vương mani tạng, hoặc dưới cây có bảy tòa sư tử long trang nghiêm mani vương tạng, hoặc dưới cây có bảy tòa sư tử tụ mani vương tạng, hoặc dưới cây có bảy tòa sư tử tỷ lô giá na mani vương tạng, hoặc dưới cây có bảy tòa sư tử thập phương tỷ lô giá na mani vương tạng. Mỗi mỗi tòa đó đều có 10 vạn tòa sư tử vây quanh, mỗi mỗi tòa đều đầy đủ vô lượng trang nghiêm. Lại có vô lượng cây báu khắp nơi thẳng hàng, dưới các cây báu có bảy tòa sư tử trang nghiêm đủ thứ báu đẹp, y trời trải trên tòa, được ướp các hương thơm thọng xuống các lụa báu, bày các trướng báu lưới bằng vàng diêm phủ che phủ phía trên, linh báu của nhau vàng già tiếng hay vi diệu. Hoặc dưới cây có bảy tòa sư tử liên hoa tạng, hoặc dưới cây có bảy tòa sư tử hương vương mani tạng, hoặc dưới cây có bảy tòa sư tử long trang nghiêm mani vương tạng, hoặc dưới cây có bảy tòa sư tử tụ mani vương tạng, hoặc dưới cây có bảy tòa sư tử tỷ lô giá na mani vương tạng, hoặc dưới cây có bảy tòa sư tử thập phương tỷ lô giá na mani vương tạng. Mỗi mỗi tòa sư tử đó đều có 10 vạn tòa sư tử vây quanh, mỗi mỗi tòa sư tử đó đều đầy đủ vô lượng trang nghiêm. 10 vạn ức tòa sư tử này là đại biểu vạn hạnh của Bồ Tát. Trong vườn lớn đó, các báu đầy khắp như châu báu trong biển cả, y ca lần đà trải trên mặt đất mềm mại tốt đẹp, sinh ra ưa thích đạp lên, đạp chân lên thì lún xuống, giở chân lên thì hoàn lại. Có vô lượng ca trữ chim hót vang ra tiếng hòa nhã, rừng trên đàn báu tốt đẹp trang nghiêm có đủ thứ hoa đẹp, thường mua xuống hòa vô tận, giống như vườn tạp hoa của trời đế thích, vùa các hương thơm không đâu sánh bằng sông khắp tất cả. Giống như thiện pháp đường của trời đế thích, các cây âm nhạc, cây bảo đà la, lưới các linh báu vang ra diệu âm, như trời tự tại, thiên nữ thiện khẩu vang ra tiếng ca, các cây như ý, đủ thứ y phục đẹp thòng xuống trang nghiêm, giống như biển cả có vô lượng màu, trong ngàn lầu cát các báu trang nghiêm, như cùng trời đao lợi, đại thành thiện kiến, lọng báu giang rộng như đỉnh tu di, quang minh chiếu khắp như cùng phạm vương. Trong vườn nhiệt quang đó có các thứ báu đầy rẫy khắp nơi, như châu báu trong biển cả, y ca lần đà trải trên mặt đất vườn hoa, mềm mại tốt đẹp, hay sinh ra sự ưa thích đạp lên, chân đạp lên y trời này thì dấu chân lún xuống, khi giở chân lên thì y lại khôi phục như cũ. Thứ cảm giác này rất là thoải mái dễ chịu, giống như đạp lên tấm nệm mềm mại. Có vô lượng các thứ chim hót vang ra tiếng hòa nhã, dừng trên đàn báu đó thủ thắng trang nghiêm tốt đẹp, thường mưa xuống đủ thứ hoa chẳng khi nào cùng tận, giống như vườn hoa của trời đế thích. Trong đó đầy rẫy các thứ tạp hoa, lại có vua hương thơm không đâu sánh bằng sông khắp tất cả thế giới, giống như thiện pháp đường của trời đế thích, lại có các cây âm nhạc, cây bảo đa la, lưới các linh báu vang ra diệu âm như trời tự tại,
Thiền nữ thiện khẩu vang ra tiếng ta, khiến cho chúng sinh nghe được mà phát bồ đề tâm. Lại có các cây như ý, có đủ thứ y phục đẹp thòng xuống trang nghiêm, giống như biển cả có vô lượng thứ màu, có trong ngàn lầu cát có các báu trang nghiêm như cung trời đao lợi. Đại thành thiện kiến lộng bóng giang rộng như đỉnh Tu Di, quang minh chiếu khắp như cung điện Phạm Vương. Đủ thứ nghiêm sức trong đoạn kinh văn này là biểu thị sự trang nghiêm của Bồ Tát Vạn Hạnh. Bấy giờ thiện tài đồng tử thấy vô lượng công đức, đủ thứ sự trang nghiêm trong vườn hoa đó đều do nghiệp báo của Bồ Tát thành tựu căn lành xuất thế sinh khởi, công đức cúng dường chư Phật chảy ra, tất cả thế gian không ai bằng được. Đó đều do Tỳ Kheo Ni sư tử tần thân thấu rõ pháp như huyễn, tích tập phước đức thiện nghiệp thanh tịnh rộng lớn mà thành tựu. Trời rộng tám bộ chúng, vô lượng chúng sinh trong 3000 đại thiền thế giới đều vào vườn này mà chẳng chật hẹp. Tại sao vậy? Vì do sức oai thần không thể nghĩ bàn của vị Tỳ Kheo Ni này. Lúc đó thiện tài đồng tử thấy vô lượng công đức, đủ thứ sự trang nghiêm trong vườn hoa nhật quang đều do nghiệp báo quá khứ của Bồ Tát thành tựu căn lành xuất thế sinh khởi, công đức cúng dường tất cả chư Phật chảy ra mà thành tựu, tất cả thế gian không ai bằng được. Đó đều do Tỳ Kheo Ni sư tử tần thân thấu rõ tất cả pháp đều như huyễn, như hình bóng, hư vọng không thật, tích tập phước đức thiện nghiệp thanh tịnh rộng lớn mà thành tựu. Tuy ngài đã thấu rõ các pháp thật tướng, quán tất cả pháp như không, nhưng ngài vẫn không từ bỏ khổ nhọc giáo hóa chúng sinh. Vườn hoa trang nghiêm đó là thành quả của ngài tu hành. Dù cho trời rồng tám bộ chúng, vô lượng chúng sinh trong 3000 đại thiền thế giới đều đi vào vườn hoa nhiệt quang này cũng chẳng thấy chật hẹp. Tại sao vậy? Vì đó đều do sức oai thần không thể nghĩ bàn của vị Tỳ Kheo Ni này. Đây là cảnh giới lớn nhỏ viên dùng vô ngại. Ngài Thanh Đường Quốc Sư có giải thích môn rộng hẹp tự tại vô ngại trong Hoa Nghiêm Sớ Sao rằng: Quảng đại đức nhập ư vô gian, trần mao bao nạp nhi vô ngoại. Quảng đại đức nhập ư vô gian, đây là đạo lý lớn có thể vào nhỏ, vô gian là nhỏ nhất, rộng lớn có thể đi vào chỗ nhỏ nhất, mà lớn chẳng thể nhỏ, nhỏ chẳng thể lớn. Chỗ diệu là tại chỗ này, núi Tu Di có thể để trong một hạt bụi, bốn biển có thể thu vào trong một lỗ chân lông. Đây là đạo lý môn rộng hẹp tự tại vô ngại. Trần mao bao nạp nhi vô ngoại, đây là đạo lý nhỏ có thể dung lớn, vô ngoại là lớn nhất, nhưng một hạt bụi, một lỗ trần lông có thể dung nạp thế giới rộng lớn mà chẳng dư thừa lộ ra bên ngoài. Tóm lại, bất cứ lớn cỡ nào đều dung nạp trong đó. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói: nơi đầu sợi lông hiện cõi bảo vương, Phật ngồi trong một hạt bụi truyền bánh xe pháp. Ở nơi đầu sợi lông giảng kinh thuyết pháp, hết thảy vô lượng chúng sinh đều đến nghe pháp. Đây là cảnh giới vi diệu, chẳng phải phàm phu có thể tưởng tượng được. Đây là cảnh giới chư Phật Bồ Tát lấy pháp giới làm thể, hư không làm dụng, là thần thông tự tại. Lớn mà không ngoài, nhỏ mà không ở trong, trong lớn hiện nhỏ, trong nhỏ hiện lớn. Bấy giờ thiện tài thấy vị Tỳ Kheo Ni sư tử tần thân ngồi khắp trên tòa sư tử, dưới tất cả các cây báu, thân tướng đoan nghiêm, oai nghi tịch tĩnh, các căn điều thuận như voi chúa lớn, tâm không dơ trược như ao thanh tịnh, khắp cứu giúp chỗ mong cầu như châu báu như ý, chẳng nhiễm pháp thế gian như hoa sen, tâm không sợ hãi như sư tử chúa, hộ trì tịnh giới không thể khuynh động như núi Tu Di, hãy khiến người thấy tâm được mát mẻ như vua hương thơm, trừ được các phiền não nóng bức như hương thơm trên đà trong núi tuyết, chúng sinh thấy được các khổ đều tiêu diệt như vua thuốc thiện kiến, ai thấy hít được đều không luống qua như trời bà lô na, hay sinh trưởng tất cả các mầm căn lành như ruộng phỉ nhiêu. Tại mỗi tòa chúng hội khác nhau, pháp môn nói ra cũng đều khác nhau. Lúc đó thiện tài chẳng những chỉ thấy vị Tỳ Kheo Ni sư tử thần thân, mà còn thấy vô số hóa thân đó ngồi khắp trên tòa sư tử, dưới hít tất cả các cây báu, để vì chúng sinh nói đủ thứ diệu pháp. Đây tức là pháp môn đến tất cả mọi nơi. Thần tướng của vị Tỳ Kheo Ni đó đoan tránh trang nghiêm, bốn oai nghi tịch tĩnh, các căn điều hòa như thuận, như voi chúa lớn. Tâm của ngài không có tư tưởng dơ bẩn ô trược như ao thanh tịnh. Ngài cứu tế các chúng sinh có chỗ mong cầu như châu báu như ý, chẳng nhiễm pháp thế gian như hoa sen mọc trong bùn mà chẳng nhiễm bùn. Tâm của ngài không sợ hãi
Vì Ngài không có quái ngại nên xa lìa điên đảo mộng tưởng mà chẳng sợ hãi như sư tử Chúa. Ngài hộ trì tịnh giới, do giới sinh định không thể khuynh động. Như núi Tu Di, Ngài hay khiến cho chúng sinh thấy được Ngài, thì tâm họ được mát mẻ như vô hương thơm. Ngài hay trừ diệt được các phiền não nóng bức của tất cả chúng sinh, như hương thơm trên đàn trong núi tuyết. Chúng sinh thấy được Ngài, thì tất cả các khổ đều tiêu diệt. Ngài giống như vua thuốc thiện kiến, có thể điều trị tật bệnh thân tâm của chúng sinh. Chúng sinh nào thấy được Ngài đều không luống qua, nhất định sẽ có cảm ứng. Ngài giống như trời Bà Lô Na, đây là thủy thần, hay trưởng lý mưa nước và mây, hay là mãn nguyện chúng sinh. Ngài hay sinh trưởng tất cả các mầm cát lành của tất cả chúng sinh, như ruộng phì nhiêu tại mỗi tòa sư tử. Chúng hội khác nhau, pháp môn Ngài nói ra cũng đều khác nhau. Hoặc thấy nơi tòa có chúng trời tịnh cư cùng nhau vây quanh, đại tự tại thiên tử làm thượng thủ, vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là vô tận giải thoát. Hoặc thiện tài đồng tử thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi, có chúng trời tịnh cư cùng nhau vây quanh bốn phía, vị đại tự tại thiên tử làm thượng thủ, vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là vô tận giải thoát. Trời tịnh cư là vị trời cao nhất, cõi tứ thiền thuộc sắc giới, trời ngũ bất hoàn, có năm tầng trời là nơi sinh về của bậc thánh chứng quả chẳng trở lại dục giới nữa, vì không có ngoại đạo ở chung nên gọi là tịnh cư. Năm tầng trời này là trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời giác cứu kính. Hoặc thấy nơi tòa có các chúng phạm thiên cùng nhau vây quanh, ái lạc phạm vương làm thượng thủ, vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là phổ môn khác biệt, thanh tịnh, ngôn âm luân. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi, có các chúng phạm thiên cùng nhau vây quanh, vị ái lạc phạm vương làm thượng thủ, vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là phổ môn khác biệt, thanh tịnh, ngôn âm luân. Phạm thiên là vị trời sơ thiện thuộc sắc giới, trời này không có dâm dục của dục giới, tịch tĩnh thanh tịnh nên gọi là phạm thiên. Trời này có ba cõi trời, đó là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên. Thông thường nói về phạm thiên là chỉ đại phạm thiên vương tên là Thi Khí. Ông ta tin sâu chánh pháp, mỗi khi có Phật ra đời thì nhất định đến trước Đức Phật để thỉnh Phật chuyển bánh xe pháp. Phạm thiên ở đây không giống với phạm thiên của ngoại đạo nói. Hoặc thấy nơi tòa có thiên tử, thiên nữ của cõi trời tha hóa tự tại cùng nhau vây quanh, tự tại thiên vương làm thượng thủ, vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Bồ Tát Thanh Tịnh Tâm. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi, có thiên tử và thiên nữ của cõi trời tha hóa tự tại cùng nhau vây quanh, tự tại thiên vương làm thượng thủ, vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Bồ Tát Thanh Tịnh Tâm, khiến cho họ đắc được tâm thanh tịnh xuất thế mà vượt thế gian tự tại. Cõi trời này chẳng dùng sự biến hiện nhạc cụ của mình mà giả hóa làm ra của cõi trời khác tự tại du hí, nên gọi là tha hóa tự tại. Ở trên đỉnh của sáu cõi trời dục giới, thiên ma ở giữa với trời ma hê thủ la thuộc sắc giới là thiên ma cùng nhau làm hại chánh pháp. Hoặc thấy nơi tòa có thiên tử thiên nữ của cõi trời thiện biến hóa cùng nhau vây quanh, thiện hóa thiên vương làm thượng thủ, vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là tất cả pháp thiện trang nghiêm. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi, có thiên tử và thiên nữ của cõi trời thiện biến hóa cùng nhau vây quanh, thiện hóa thiên vương làm thượng thủ, vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là tất cả pháp thiện trang nghiêm, khiến cho họ thấu hiểu tùy nhạc cụ trang nghiêm nhưng chẳng bằng thiện pháp trang nghiêm. Cõi trời này hay tự mình biến hóa nhạc cụ mà tự vui chơi nên gọi là hóa lạc, là cõi trời thuộc sáu cõi trời của dục giới. Hoặc thấy nơi tòa có thiên tử thiên nữ trời Đâu Xuất Đà cùng nhau vây quanh, Đâu Xuất Thiên Vương làm thượng thủ, vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là tâm tạng truyền. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi, có thiên tử và thiên nữ của cõi trời Đâu Xuất Đà cùng nhau vây quanh, Đâu Xuất Thiên Vương làm thượng thủ, vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là tâm tạng truyền.
khiến cho họ quay về tâm Như Lai Tạng sẽ đắc được chân chánh hoan hỷ và đầy đủ. Cõi trời này là tầng trời thứ tư của dục giới, là trời tri túc có nội viện và ngoại viện. Ngoại viện là nơi chư thiên hưởng lạc, nội viện là bổ xứ Bồ Tát, nơi ở của tối hậu thần Bồ Tát, thường từ đây hạ sinh xuống nhân gian để thành Phật. Hiện nay là chỗ ở của Bồ Tát Di Lặc